rất là lạnh lùng với mọi người trong nhà, có tư duy lãnh đạo mọi người. Em chỉ biết rằng là em không sợ. Bà ơi bà, sao bà đẹp này mà bà đẻ con dâu? Anh ấy đã gọi cho em một cú điện thoại định mệnh. Anh cho rằng là với Hương là định mệnh đó. Thì giống như cái truyền thống của lần đầu tôi kể là khách mời sẽ kể những câu chuyện mà ít người biết hoặc là thuộc dạng thâm cung bí sử. Rồi anh mời Hương. Đối với em thì như mọi người biết rằng là năm 2015 thì là một năm rất là thành công đối với em. Và điều đặc biệt hơn nữa cũng không phải vì nhan sắc của em được công nhận hoặc là em là một cô hậu xinh đẹp như thế nào trong mắt mọi người, mà có lẽ điều đặc biệt đó chính là sự nỗ lực, sự cố gắng của em đã được công chúng đón nhận như thế nào. Và điều đó đã giúp em trở thành một trong 10 người truyền cảm hứng đối với công chúng và đối với truyền thông nhất trong năm 2015. Thì có thể nói một cái chặng đường rất là dài, sau 5 tới 6 năm để khẳng định tên tuổi của mình, thì không phải ai cũng đủ kiên trì để đi theo con đường đó. Và đặc biệt là việc tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Nói về sắc đẹp thì chắc chắn là phải một cô có khuôn mặt, có nhan sắc, đúng không anh? Và cái việc mà công chúng nhìn thấy vẻ đẹp đó quá nhiều lần, quá nhiều cuộc thi như vậy, thì chắc chắn mọi người sẽ thấy rằng là à, cô này, cuộc thi nào cũng thấy cô này thi. Rồi mọi người sẽ phần nào nhàm chán, phần nào hoài nghi về việc liệu cô này có làm được cái điều gì đó đặc biệt ở cuộc thi đó không. Thì em nghĩ rằng là để vượt qua được cái điều đó thì không phải ai cũng có thể làm được. Và bản thân em khi bước đầu bắt được chữ duyên đối với nghề người mẫu, bắt được chữ duyên đối với các cuộc thi sắc đẹp, đó cũng một phần là bởi chữ duyên. Bởi từ trước em là một cô bé được sinh ra ở một vùng quê thôi. Có thể nói mọi thứ rất là đơn giản. Chỉ đơn giản là mỗi ngày đi học, đi học. Và tới khi em tốt nghiệp cấp 3 và quyết định chọn trường đại học của mình, thì khi đó bố mẹ em thì một phần là muốn con mình chỉ học ở Hải Phòng thôi, vì là con gái. Bố em thì nhất định rằng là phải con phải học ở Hải Phòng, vì không muốn cho con mình đi học xa nhà. Nhưng bản thân em thì nghĩ rằng là nếu mà học ở Hải Phòng thì không có quá nhiều sự chọn lựa cho mình. Chỉ đơn giản rằng là học như vậy và gần nhà, gần bố mẹ thì cuộc sống cũng không có quá nhiều sự thay đổi và thú vị đối với mình. Thì khi đó em quyết định rằng là mình phải đi Hà Nội để học, phải đi xa nhà để học. Mà mặc dù là bố mẹ lúc đó là không đồng ý. Và em thì gần như là mình vẫn giữ cái quyết định của mình, vì tính em cũng rất là tự lập và quyết đoán. Em không nói chuyện với mọi người quá nhiều, cũng không chia sẻ với mọi người quá nhiều, gần như là làm mặt giận bố mẹ rằng là con nhất định phải học được trường đấy. Và sau đó là em đã quyết định thi và đỗ vào trường Đại học Thương mại chuyên ngành Marketing. Trước khi em nói tiếp cái câu chuyện em là bắt đầu và bước chân vào trường Đại học Thương mại, thì anh và khán giả rất muốn nghe cái em mới gợi nhớ lại đó, là trong cái khoảng thời gian học cấp 3 với Phạm Hương có nhiều kỷ niệm lắm, về mái trường, về thầy cô, rồi một mối tình đầu với một anh chàng cùng trường. Anh đang muốn nghe cái... Có thể nói rằng là cái kỷ niệm về thời cấp 3 là một kỷ niệm đối với em thì không phải là tình yêu đâu. Không phải là... Vì em thú thực kể cả tới khi mà em học đại học em cũng chưa bao giờ có mối tình thời sinh viên. Lý do vì sao ta? Vì chỉ đơn giản rằng là khi đó thì em rất là cao. Cao gần như là nhất lớp rồi. Con gái thì không ai cao bằng em rồi. Mà cả trong lớp cũng không có ai con trai cao bằng em cả. Thì lúc đó cao là một cái đẹp hay cao là một cái tội? Và đặc biệt là lớp em thì lại là lớp chọn khối D. Tức là toán, văn và ngoại ngữ. Nên là lớp em thì cũng
trong lớp chỉ có hai bạn nam thôi, còn gần như là cả lớp là chỉ có con gái. Đó, Hương nó cao mét mấy? Thì khi đó là em đã rất là cao rồi, cũng khoảng mét bảy, sấp xỉ mét bảy rồi, hoặc là hơn một chút. Mà cao lắm, thời đó cũng không ý thức được là mình phải mặc đẹp hay như nào hết. Mình chỉ đơn giản thôi, mặc đồng phục đi học này. Rồi cao quá nhiều khi bạn bè đi cùng là chúng nó cũng ngại, chúng nó không muốn đi cùng với mình. Đấy. Nó bảo là thôi mày tránh xa ta. Như vậy lúc đó Hương nghĩ rằng cao là một cái đẹp hay cao là một cái tội? Thì lúc đó mình cũng tự ti lắm. Tại vì em cao nhưng mà em không được mập, rất là gầy. Kiểu gầy mà nhong nheo ra. Thì xong rồi, thì em cũng thấy là lúc đó là rất là tự ti. Tại vì rằng mình mua đồ cũng rất là khó. Nhiều khi mẹ em nói rằng là tao đi ra đường bây giờ muốn thấy một bộ quần áo rất là đẹp, muốn mua cho con mình mặc, mà con mình mặc không vừa, nên là mẹ rất là tức. Nên là em cảm thấy rất là khó chịu và tự ti. Thì khi đó mới quyết định là mẹ em cho em đi học rất là nhiều những cái môn mà vận động. Rồi em rất là thích chơi thể thao, em còn dành tận 3 năm để học võ cơ, để xem là mình có cải thiện được cân nặng hay không, có mập được không. À. Tức là em rất là ý thức về điều đó. Em muốn là cao và cân đối hơn. Đúng bằng rồi. Cách là chơi thể thao. Là mình xem mình có thay đổi được không bằng cách là mình phải cho cơ thể mình vận động. Nhiều khi đi học mà đi học cả ngày tới tận 4-5 giờ chiều rồi, em vẫn dành thời gian đạp xe đạp này để đi học võ tới tận gần 2 tiếng nữa và 7 giờ tối mới về đến nhà cơ. Nên là cứ ngày nào cũng như vậy, nhưng mà tự ý thức, chứ không bố mẹ cũng không khuyến khích hay động viên gì cho mình cả. Lúc đó là Hương đang tự ti về chiều cao, nhưng mà có tự tin về nhan sắc của mình, có ai khen hay là làm cho Hương thấy rằng là à mình cũng là một trong những người mà sắc nước Hương trời lúc đó không? Không có, không hề có ạ. À. Lúc đó là chỉ rất là bình thường thôi, mà nhiều khi còn xấu lắm chứ không được như bây giờ đâu. Nhưng chắc hơi đen hơn hả? À? Da ngăm hơn? Da ngăm hơn này, xấu hơn rất là nhiều. Chú anh tưởng tượng đó là một người cao, hơi gầy và hơi da gầy dai. Nè. Xong rồi lại đem một bách mắt kính cận rất là dày. Ồ em cận. Đó mà lúc đó mái tóc em là rất là dài, mái tóc lúc đó là dài chấm ngang mông thôi cơ. Tại vì mẹ em với cả bà ngoại thì không thích cho em cắt tóc, nên lúc đó chỉ tóc dài sẽ suốt ngày cột tóc lên và đem mắt kính cận thôi, giống như hệt cô học sinh thời đó. Em cao nhờ gen của bố hay của mẹ? Bố em thì cũng không cao lắm, bố em thì chỉ cao hơn 1m7 một chút, còn mẹ em thì chỉ 1m6 thôi, nhưng mà chắc là đột biến gen một chút. Và về hiện tượng sắc đẹp thì lúc đó chưa có vấn đề gì gọi như là bùng nổ lắm ở Hương hả? Thực sự là em không có bất cứ ý thức gì việc là mình xinh đẹp hay là mình soi gương mỗi ngày để mình thấy mình xinh đẹp hết. Tức là em không hề có khái niệm hay định nghĩa về cái việc ý thức gì đó, hoặc là có bất cứ một cái ấn tượng gì về nhan sắc của mình. Có lúc thấy một đó phần cả. Lúc đó như Hương nói rằng là không có những cái lời khen từ những người bạn cùng lớp hoặc hàng xóm, đang thiếu những lời khen đó làm Hương không còn thấy rằng là mình đang nổi trội phải không? Thì lúc đó thì chắc chắn là mọi người không có tập trung vào nhan sắc của mình, mà tập trung chỉ vào mỗi chiều cao của mình đấy. Thôi. Mà không xem đó là một cái niềm tự hào khi mà nữ cao 1m7 mà lại cho rằng đó là một cái giống như là cái quá khổ hả Hương? Đúng rồi ạ. Quá khổ. Đến mức mẹ bảo rằng là mua áo quần thì khó quá. Khó lắm, tại vì mẹ chọn cho em đồ rất là khó. Có nhiều khi mà em đi chọn đồ mà không chọn được, gần như là không chọn được quần của mình, mà phải mua sai quần của con trai, của bạn nam để mặc nữa cơ. Có thời điểm em đã phải mặc quần của bạn nam. Nhưng mà mình cũng rất là thích như vậy. Tại vì được chiều dài thì lại mất chiều rộng. Nói chung là rất là khó để chọn đấy. Thời điểm đó vừa tự ti vừa mặc cảm chuyện đó. Đúng rồi. Và bù đắp bằng cách là vận động, chơi thể thao. Tự mình là thích lắm, phải vận động như nào đó để mình ăn nhiều hơn, để xem là mình có người có nở nang ra được chút nào hay không. Kết quả như thế nào? Và kết quả thì là vẫn thế, em vẫn không thay đổi cân nặng của mình. Vẫn như vậy luôn suốt coi như là mấy tháng, mấy năm mà luyện tập và chơi thể thao. Em còn nhớ sau đó khi mà em lên đại học rồi, mẹ em cũng mua cho em rất là nhiều sữa tăng cân. Tức là em uống rất là nhiều sữa tăng cân, nhưng mà không uống mà đến nỗi mà chán rồi, sợ sữa mà em cũng không thể nào tăng cân nổi. Tức là cái việc tăng cân đối với em là một việc vô cùng khó. Là dùng nhiều biện pháp vận động và ăn uống và bồi dưỡng đủ thứ, đến mức mà ngán sữa mà cân thì không có tăng lên bao nhiêu. Bị kịch ha. Và cái mặc cảm đó nó kéo dài đến hết cấp 3 luôn không Hương? Em nghĩ rằng là có lẽ là khi mà lên đại học thì cũng một chút gì đó em đã thay đổi được. Còn cấp 3 thì chắc chắn là
mặc cảm rất là nhiều về cái điều đó. Tại vì bạn bè suốt ngày chê là thôi mày cao quá, không đi được với mày, mày tránh xa tao ra để tao đi chỗ khác. Kiểu bạn bè là hay nói, mặc dù là chỉ nói đùa thôi, nhưng mà mình cũng cảm thấy cái điều đó là mình không vui, không thoải mái. Nhưng mà nó hơn chắc cao kiểu mà cao liêu nghêu hết á. Cao liêu nghêu, cao gầy gò. Đúng rồi anh ạ, chỉ như vậy thôi đấy. Là không biết là phải dùng cái từ gì diễn tả được cái chiều cao đó. Chắc là từ lêu nghêu đi. Lêu cao lêu nghêu. Mà chỉ khi em lên Hà Nội vào đại học thì mới cải thiện được. Chứng tỏ là em về nhan sắc không hợp với Hải Phòng lắm. Em nghĩ rằng là khi mà quyết định lên đại học thì mới bắt đầu là bén duyên với lại nghề người mẫu. Cái ngày đầu tiên mà khi mà em được đặt chân tới cái phòng trọ của mình á, thì em thấy nó khác. Tại vì mọi thứ quá là mới, mình bắt đầu. Mà em thì lại không dễ thích nghi nhanh với cái việc mà mình thay đổi thói quen của mình như vậy. Thì em chỉ ra cửa đứng để ngóng thôi. Và buổi chiều thì mình ngóng, mình dường như mình trông chờ cái gì đó. Và em rất là nhớ nhà. Đấy là ngày đầu tiên khi mà em được gọi là được ở phòng trọ và bắt đầu cuộc sống của sinh viên. Ở với cùng mấy bạn em? Em ở một mình thôi ạ. Ồ, sao nó sướng tiêu chuẩn là ở phòng trọ mà ở một mình? Tại vì là tính em thì cũng không quen ở cùng với các bạn khác, cũng tự lập nữa. Nên là thế ở một mình. Sau đó thì em mới bắt đầu bén duyên tới việc em tham gia cuộc thi sắc đẹp và biết tới nghề người mẫu là như thế nào. Cuộc thi đã tổ chức trong trường hay là một số trường đại học nữa? Em thì không có thi những cuộc thi Miss của trường. Mà khi đó thì em chỉ biết rằng là trên mạng xã hội thì có một cái trang web này, có một cái... em không biết dùng từ gì bây giờ. Có một cái... nó giống như một cái mạng Facebook bây giờ. Để mọi người post hình ảnh lên, post thông tin lên và chia sẻ thông tin cá nhân của mình lên trên đó. Thì em mới được mọi người gọi đi casting. Thì em mới được mọi người gọi đi casting thì em cũng không biết là đấy là cuộc thi gì hay là chương trình gì cả. Tại vì mình rất là đơn giản, rất là chân thật. Và em... sau 3 ngày casting thì mình được lọt vào top 9. Đó là cuộc thi gì em có nhớ không? Đó là cuộc thi đầu tiên của em, cuộc thi Vietnam Next Top Model. Như vậy là cái cuộc thi đầu tiên em tham gia là một cuộc thi cũng nó mang tầm cỡ cũng lớn, chứ không phải là một cuộc thi ở góc độ đại học. Nhưng mà bản thân em thì thời điểm đó rất là đơn giản. Em gần như không biết bất cứ một cái gì về cuộc thi đó. Gần như em không biết thông tin, không biết bất cứ một cái chương trình đó là chương trình gì. Rất là ngây thơ. Em kể là anh nghĩ rằng là em không quan tâm cuộc thi gì, chỉ thấy rằng là người ta gọi mình đi cast. Đúng là em không có quan tâm đó là cuộc thi gì cả. Thì rất là đơn giản thôi. Thì quần áo này, trang phục của mình có cái gì thì mình cũng mang đến để mình mặc thôi, chứ mình cũng không có ai tài trợ, không có ai make up. Lúc đó là tự rất là đơn giản, rất là đơn giản. Thì tới chương trình mọi người sẽ tự có người make up cho, rồi chụp hình như thế nào mọi người cũng giúp mình tất cả những cái điều đó, rất là đơn giản. Nó năm mấy Hương nhỉ? Đó là năm 2010. 2010, 6 năm. Dạ, 6 năm về trước. Một bước ngoặt rất là quan trọng trong nghề. Thì em mới nói rằng là đó là chữ duyên. Vì em không phải là một người biết gì về nghề, không biết mọi thứ giống như một tờ giấy trắng. Và cũng không có chủ đích rằng mình sẽ tham gia một cuộc thi sắc đẹp hay là hướng mình trở thành một người đẹp như vậy. Chỉ biết rằng là nó có duyên chọn mình và mình bắt đầu. Chỉ biết rằng lúc đó rất nhiều cuộc thi sắc đẹp đang rất cần những thí sinh. Cho nên là em không đăng ký, mà ta vẫn gọi cho em luôn. Nếu không có người gọi đó thì mãi mãi giờ này anh nói Phạm Hương cũng là một người... chưa được khai quật đúng không? Chưa được khai quật. Dùng từ chính xác là em chưa được khai quật đúng không? Thì thời điểm đó khi mà em được lọt vào top 9 của miền Bắc thì em mới gọi điện về cho bố mẹ. Tức là khi mà em thi em cũng không thông báo đâu. Không thông báo rằng là mẹ ơi con sẽ thi cái này hoặc là con thi kia đâu. Mà tính em rất là khác người ta là cứ làm đi đã, có kết quả rồi hãy nói. Không có kết quả là thôi, sẽ không nói gì hết. Giống như vậy. Thì khi mà em thông báo với mẹ rằng là con được vào top 9 của cuộc thi này, và bây giờ là có một điều đặc biệt là
cuộc thi này thì phải vào Sài Gòn để thi cơ, mà phải thi tới tận 2 tháng cơ. Mà thi 2 tháng là em phải cắt hết thông tin liên lạc với mọi người, không được dùng điện thoại mà em đang đi học. Đấy là một cái vô cùng khó khăn. Lúc đó cái ngoại hình em cho rằng đầy tự ti của em là gầy và cao á, thì trong cuộc thi đó nó trở nên là có tác dụng không? Chắc chắn là có tác dụng rồi. Tại vì mình cũng không ý thức được việc mình làm đẹp như thế nào hoặc ăn mặc sao cho đẹp. Chỉ biết rằng là đến đó mọi người chụp hình và lựa hình thông qua những tấm hình đó thôi. Và chọn thông qua những tấm hình đó thì mình thấy Tại sao mọi người lại chọn mình? Trước em vẫn còn thấy rằng là mình là một cái sự phiền muộn cho những người bạn bè đi cùng chung với em. Phiền muộn cho mẹ khi mua áo quần cho em mà. Em mang mặc cảm rất lớn chuyện đó. Em vẫn chấp nhận đi casting, tức là em đã vượt qua được cái mặc cảm ban đầu rồi. Em nghĩ là mình cũng có cái để mà người ta có thể là ưu ái chấm điểm, đúng không? Tại vì khi đó là mọi người gọi em tới casting thì chắc chắn là em được thích nghi, được tiếp xúc với rất là nhiều thứ mới mẻ. Và bản thân em thì luôn hứng thú với những cái mới mẻ đó, luôn cho mình cơ hội được tiếp xúc với nó, được trải nghiệm nó. Quan trọng rằng tất cả từ những thứ nhỏ nhất mình cũng phải được đặt chân, đặt tay và được trải nghiệm. Cái bức tranh với những người mẫu xung quanh của em ngày hôm đó, những người tham gia cuộc thi á, em nhìn xong em cảm nhận là em thực sự tự tin, em vượt qua các mặc cảm trước đó không? Bản thân em thì thấy rằng là nó rất là đặc biệt, vì là có rất là nhiều người. Nhiều người, người đẹp cũng có, không đẹp cũng có. Người mình cảm thấy rằng là họ là một đối thủ thực sự cũng có. Người mình thấy rằng là thôi chắc người kia không bằng mình đâu cũng có. Nhưng mà chỉ thấy rằng là mình không có sợ. Em chỉ biết rằng là em không sợ. Vì mình cũng không ý thức, lúc đó là không ý thức được việc là mình phải hơn thua hoặc thi đấu với họ như thế nào. Chỉ biết rằng là giống như một cuộc chơi thì mình phải chơi như thế nào theo cách của mình thôi. Chứ em cũng không phải ý thức rằng là họ như thế, mình phải thi đấu với họ như thế nào. Và hoàn toàn cái sự mặc cảm tự ti về cái chiều cao quá khổ em bây giờ là không còn nữa. Không còn nữa, chắc chắn rồi là không còn nữa. Tại vì mọi người cũng cao đấy, mọi người cũng như mình mà đó. Thì mình không sợ nữa đó. Ý nói rằng là cũng chiều cao đó mà trong một cái môi trường là bạn bè cùng lớp thấp hơn em. Đúng rồi. Mình thấy mình quá khổ, mình thấy rằng là một cái sự phiền muộn. Nhưng mà vô tập thể đều có chiều cao. Mà có cái câu chuyện đặc biệt hơn nữa đó là gì? Đó là khi mà em lên đại học thì mọi người lại rất là thích chiều cao đó. Đó. Các bạn cùng lớp bằng tuổi với em thì thấy em cao hơn, mọi người gọi em là chị. Tức là mọi người thấy rằng là mình lớn hơn họ đó. Em nhớ là khi mà em làm lớp trưởng thì các bạn ngồi cùng bàn với em gọi em bằng chị và có biệt danh là chị trưởng. Rất là hay. Và mình thấy tự nhiên mình lớn hơn này, mình lại là lớp trưởng này, mình phải có trách nhiệm hơn với mọi người giống như một người chị. Thì lúc đó là suy nghĩ của em khi lên đại học. Nhưng mà lúc em có mập hơn so với hồi cấp 3 không? Em mập hơn, cân đối hơn, bắt đầu cân đối hơn. Cân đối hơn, đó. Dạ. Thì cái cân đối hơn và trong môi trường đại học thì thấy cái chiều cao mình trở nên lợi hại. Lợi hại hơn. Hồi ở nhà thấy hại không à? Bây giờ thấy rất là lợi hại. Và anh nghĩ lúc này thì cái nhan sắc em cũng được cải thiện dần. Nó sẽ có thể là bớt đen hơn, em biết cách làm đẹp hơn và sẽ có những người trầm trồ nhìn, ủa sao thấy chị trưởng này có gương mặt đẹp thế. Em có được cảm nhận đó không? Em thì chỉ biết là mình bắt đầu ý thức về việc ăn mặc, thay đổi hơn về việc là các cái kiểu tóc của mình, rồi mình cũng bắt đầu là thay đổi, bắt đầu thích nghi hơn. Còn đâu trước là hoàn toàn không này, là không có khái niệm gì hết. Tại vì đi học thì chỉ đơn giản, tại vì tới trường, tới lớp thì cũng chỉ được mặc áo trắng, tới quần jean thôi, hoặc là quần đồng phục của trường thôi. Đầu tóc cũng không được làm kiểu các kiểu, không được thay đổi màu sắc chẳng hạn như vậy. Nhưng khi lên đại học thì mình được quyền tự do làm điều đó. Cái quan trọng là ở cấp 3 là không có một lời khen em. Điều đó quan trọng. Lên đại học bắt đầu em ý thức sắc đẹp của mình. Hầu hết các bạn nữ là hay nhìn trước gương và ý thức mình đẹp là sau một lời khen của ai đó. Đúng không Hương nhỉ? Em nghĩ là thời điểm đó là không có ai khen em đâu. Chắc chắn. Em còn nhớ rất là một câu rất là rõ, là khi đó em học cấp 2 mà bạn của mẹ em thì mới buổi sáng thôi, cô chạy xuống nhà em, cô nói rằng là bà ơi, bà sao bà đẹp này mà bà đẻ con xấu. Đó là cấp 2 em không có lời khen. Đúng rồi. Anh hỏi tới đại học cả. Kể cả đại học thì em nghĩ rằng là mọi người cũng chưa có khen em về nhan sắc đâu.
Chắc không, chắn luôn. Không, anh hỏi là em có nhớ rằng là khi em bắt đầu ý thức về sắc đẹp của em, là bắt đầu chăm chút cho mình, tóc tai áo quần em mới vừa kể đó. Dạ. Thì trước đó là lên đại học, trong thời gian mà em trước khi em chỉnh trang về mình đó, có ai khen bâng quơ là ủa chị đội trưởng này cũng xinh á? Anh nghĩ là có, tại vì em quên hay là sao cho anh nghĩ là có? Em thì không không mà nếu không có thiệt như Hương nói, không nghĩ là chắc lúc đó thì em cũng hơi bị tệ thiệt hay sao đó. Không, em nghĩ là lúc đó mình tệ thật. vẫn còn tệ như thời cấp 2, cấp 3, chưa có cải tiến nhiều phải em không? Em nghĩ là mình còn tệ chứ không có ai khen em thời điểm đó đâu em. Em chắc chắn luôn. Anh hơi bị thất vọng, anh nghĩ rằng lúc đó chắc có phải người nào phải nhìn được cái nhan sắc tiềm mẫn của em lúc đó chứ, để mới có ngày hôm nay. Chẳng lẽ lúc đó là em bảo không có ai khen, tức là đồng nghĩa là gì? Đúng là nhan sắc em nó chưa nổi bật thiệt. Đúng, thực sự là như vậy. Ồ. Không có gì đặc biệt, vẫn như thế, vẫn... Cũng, anh nói là không có người chê là may đúng không? Đúng rồi, bây giờ người ta không chê nữa thôi, chứ người ta không khen. Không đến mức chưa tệ có như gì thời khen. Cấp 2 như là bạn đúng của mẹ gì rồi nói rằng là sao bà đẹp để con sao xấu. Sao bà đẹp như này mà bà đẻ con xấu thế? Sau này cái cô đó mà thấy em hòa hậu với cô ấy xem lại là trời ơi, hồi đó mình thì bây giờ đấy, bây giờ điều thú vị rằng là mỗi lần em về em sẽ qua nhà cô đấy chơi, coi như là muốn xem nghe cô sau khi em đăng quang. Thì cái người mà cách nay mười mấy năm về trước đúng không, đã từng nói em là sao bà đẹp để con xấu, thì giờ cô sẽ nói cô gì sau khi em đăng quang ta? Rất là thú vị đấy, em thấy rằng là nhiều khi mọi người cũng bất ngờ khi mà thấy hình ảnh của em bây giờ. Nhưng mà cô có động thái và câu nói nào không? Không, thì cô cũng khen chứ, cô phải khen chứ. Không, em có nhắc chuyện xưa không? Có chứ. Cô nói sao, cô nói sao? Cô lỡ lời, cô không có cái không. Nhìn xa hả? Thì cô cũng phải thôi nhẹ nhàng quay mặt đi chứ. Em cũng là người rất là thách thức. Như là cũng thấy rằng là hồi xưa là cô phát biểu như vậy là hơi sai lầm đấy. Hơi sai lầm và nghiêm trọng đấy. Chỉ là cô đánh giá quá vội vã thôi. Quá vội vã, cô không nhìn cái tiềm năng rất là phải nói rằng dữ dội em sau này ha. Không, mình phải dùng từ chính xác là biết đâu chữ ngờ. Và nếu như là rõ ràng em nói là không có một người nào khen em thời đại học mà em vẫn tự tin tốt là nhan sắc của mình mà đi thi, thì anh nghĩ rằng lúc đó em cũng hơi xăm mình là liều đúng không? Vì không có một cái niềm tin nào về nhan sắc của chính mình mà lại tham gia một cuộc thi rất lớn về nhan sắc, liều với còn gì nữa. Việt Nam Next Top Model, cuộc thi đầu tiên em sắc đẹp đúng à? Với Phạm Hương là cuộc thi rất liều vì không hề biết. Tại vì mình. Em nghĩ rằng là cái cuộc thi đó thì nó cũng không đơn thuần là ngoại hình. Nó chú trọng về việc ngoại hình và cá tính của mình nhiều hơn là cá về tính, sắc đẹp. Cá tính. Chứ sau này thì con đường em hướng trở thành một hoa hậu thì lại khác hơn đúng cái em. Việc là mình hướng trở thành người mẫu. Tại vì khi đó mình chỉ thấy rằng là body của mình như thế nào và gần như là lúc đó em mới đấy. Là biết ý đi thức, trên đôi giày cao gót là ý gì thức, ý thức. Mới biết được những điều đó. Thì anh thấy rằng là thôi thì mình cứ thử, cho mình thử thôi. Thật may cho Phạm Hương là với những điều mà em đang sở hữu được trong thời điểm đó rất phù hợp với tiêu chí của Việt Nam Next Top Model. Hai cái đấy nó khớp nên em mới lọt vào top 9. Dạ. Đúng không? Chứ nếu em thi một cuộc thi khác, người ta đặt tiêu chí là vẻ đẹp mà một sự hoàn hảo như hoa hậu hiện giờ đó, là anh nghĩ em sẽ không vào những cái thì vòng. Em nghĩ rằng là phần nào đó mình cũng may mắn, là cái duyên đấy, nó cũng là cái duyên để chọn mình, để nó hướng mình tới một cái cuộc thi phù hợp, để mình biết được rằng là cái điểm bắt đầu của mình là như thế nào. Khi em tham gia cuộc thi, em có thắc mắc là người nào đã gọi điện thoại cho em đến tham gia thi không? Em biết người đó là sau này người nào không? Bản thân em thì không biết người đó là người nào cả. Wow. Tại vì em... cái ekip của Vietnam Next Top Model thì rất là nhiều người. Sao em có tự hỏi rằng là ủa anh ấy hay là chị ấy nhìn mình, hình mình qua forum đó, họ đánh giá mình như thế nào mà họ lại gọi mình tham gia thi ta? Nếu không vì chỉ tiêu số lượng hả? Em có tự thắc mắc câu đó không Hương ạ? Bản thân em thì không thắc mắc được những cái chi tiết quá nhỏ nhặt như vậy cho tới bây giờ anh gợi ý cho em. Thấy nhưng thì... mà em thấy là đúng là chắc là em cũng phải hỏi, bây giờ em sẽ hỏi lại chứ. cái người mà gọi em lúc đó là ai mới được. Khi em viết tự truyện về em, bảo đảm em là em sẽ nhớ đến cái người. Thì anh muốn gợi ý một cái ý rất là hay cho em. Anh sẽ đang nhớ thắc lại mắc. Cái ý này. Anh đang thắc mắc là em phải luôn luôn tìm hiểu là cái người nào là do áp lực của số lượng mình gọi tất cả những người mà mình hay biết. Là nhìn thấy nhan sắc tiềm ẩn của em đúng không? Một là như thế, hai là gọi đại miễn có là đủ số thí sinh tham gia là vui rồi. Mình nghĩ chắc là như vậy đấy. Thì không biết trường hợp nào gặp anh đó mới hỏi được. Nhưng mà dù trường hợp nào đi nữa thì thấy rằng là
anh ấy đã gọi cho em một cú điện thoại định mệnh. Anh cho rằng là với Hương là định mệnh đó, bởi vì anh không gọi, hoặc là có khi người khác gọi em lại không thích đi không chừng. Đó là nam hay nữ gọi em? Nữ ạ. Đấy, một chị nữ gọi cho em. Mà em nghĩ rằng nếu một chị nữ khác thì chắc chị em tham gia, nói em không thích hoặc là không có khai thác được cái sự hào hứng của em, thì em nói thôi chắc em không thi đâu, tại em đang học đây. Dạ. Lúc đó em có nghĩ như vậy là em đang lưỡng lự hay là gọi là ok liền? Thì mình em chỉ biết rằng là thôi như vậy những cái đó lại là những cái ngày mà cuối tuần mình có thời gian thì mình cứ tham gia xem như nào thôi. Không, thực sự rất là ham vui, đã bỏ Hải Phòng lên đây là muốn đi kim sổ lồng rồi mà, đúng không? Chẳng thì lúc chưa. Đó là không suy nghĩ quá nhiều đâu, không suy nghĩ là nữa. Thôi ngày đó em có thời gian đấy thì tham gia cho vui, kiểu là như vậy. Đúng ý đồ của nàng ngay từ đầu, muốn là đậu đại học xong để thoát ly gia đình. Dạ. Rồi ra một môi trường mới để mình tha hồ mà năng động, tha hồ mà. Nhưng mà em không nghĩ, chưa bao giờ trong đầu em nghĩ rằng là em sẽ đi theo nghề người mẫu. Giai đoạn mà em được lọt vào top 9, em mới gọi điện về cho bố mẹ. Thì bố mẹ em rất là bất ngờ, chính xác là rất là bất ngờ. Vì không nghĩ rằng là một ngày con mình lại thay đổi như vậy, con mình lại biết tới cái cuộc thi đó. Và bố mẹ đặc biệt luôn có cái nhìn ác cảm về nghề người mẫu cũng như về những người làm nghệ thuật. Rất nhiều người nghĩ như vậy. Và đặc biệt cuộc sống ở quê mà anh, họ nghĩ những cái đó là những cái rất là xa vời. Và bố mẹ em cũng như vậy. Và đặc biệt rằng không có bất cứ một niềm tin hay sự tin tưởng rằng con mình sẽ thành công khi đi theo con đường đó. Thậm chí còn hư hỏng nữa hả? Và khi mà em gọi điện mà em thông báo rồi thì bố em chỉ nói một câu: mày có muốn học nữa không? Đấy. Tức là và bản thân em thấy gần như mọi thứ là sụp đổ. Sụp đổ, với một câu ngắn gọn anh nghe còn sụp đổ luôn, nghe thấy thổn luôn. Giống tạt nước vô luôn. Đúng, chính xác lúc đó là như vậy. Tại vì thời điểm em học thì bố mẹ em cũng còn rất là khó khăn khi mà phải lo học phí cho em. Tại vì khoa của em học là khoa quốc tế, giáo viên thì sẽ là 100% giáo viên người nước ngoài. Và bố mẹ em ở quê thì phải, lúc đó thời điểm 6 năm về trước, mỗi khóa, mỗi kỳ em học là phải đóng 1.000 euro. Tức là số tiền rất là lớn so với các bạn mà cùng khóa hoặc các bạn học cùng trường thời bấy giờ. Thì đấy là cả một vấn đề đối với gia đình em. Anh hiểu cảm giác của bố lúc đó, thì em rất là háo hức, em kể uyên thuyên trong điện thoại. Bố ơi, mẹ ơi, con là vậy. Bố vẫn im lặng nghe. Nói xong chưa? Bố chỉ nói một câu thôi: mày có muốn học? Mày học nữa không? Em nhớ mãi câu đó đúng không? Chắc chắn, đấy là một cái mà em không bao giờ quên được. Nên và cũng chính vì cái câu đó luôn là cái động lực để cho em rằng là bố mẹ đã cho mình được cái gì và mình cần phải giữ được cái giá trị như thế nào. Và khi đó thì em cảm thấy thôi mình nói như vậy thôi, mình cũng không nghĩ rằng mình sẽ đi theo cái nghề này hoặc là cũng sẽ thành công với cái cuộc thi này, nên em cũng đã phần nào bỏ cuộc. Thì sau đó em mới gần như là mình bỏ cuộc. Thì nó thường nói bố mẹ rằng chắc chắn con sẽ chọn học. Bởi vì em cũng không muốn rằng là, vì bố mẹ đã phải bỏ rất là nhiều tiền cho mình để đi học, mà trường của em thì cũng rất là khó, rằng là nếu mà anh học không tốt thì anh chắc chắn 5 năm, 6 năm anh cũng sẽ không thể nào ra. Như vậy ra cái câu Hương nói là sau khi thông báo được kết quả top 9 như vậy thì tới chỗ phần là phải vào thành phố 2 tháng. Dạ. Thì đó là bố mới nói rằng mày muốn học mày muốn nghỉ á hả? Thì đúng rồi, tại vì đang đi học mà bây giờ mày đòi nghỉ 2 tháng thì đấy, thì gần như là mày mất cả học kỳ rồi thì ai cho mày đi học tiếp nữa. Như vậy mày báo tao tin vui hay tin buồn vậy? Bố mẹ rất là lo lắng cho mình. Tin vui tin buồn? Thì chắc chắn là tin buồn rồi đúng không? Em thì tin vui, em nghĩ là tin vui, nhưng mà bố mẹ nói là tin xét đánh ngang tai. Đối với mình thì là xét đánh ngang tai. Đúng. Thì em thấy là thì thôi con không thi nữa. Nhưng mà sau đó thì mẹ em rất là hay, rất là hiểu tâm lý của em. Mẹ luôn là người đúng thời điểm nhất, cũng gọi điện cho em, hỏi ý của em như thế nào, tâm lý của em ra sao. Thì sau đó dần dần cũng thuyết phục được bố em. Nhưng mà mẹ em có nói rằng là em đã quyết định chọn cái gì thì phải đi đến cùng với nó và phải có trách nhiệm đối với nó. Đấy là những cái mà mẹ em nói khi mà cho em quyết định vào Sài Gòn để thi 2 tháng. Anh hỏi câu này, mẹ em là cái người bảo vệ em nhiều nhất trong cái việc mà bố em hoàn toàn là say no. Từ hai cái suy nghĩ, một
là mẹ em không muốn làm em bị thất vọng, ảnh hưởng việc học, hay là mẹ em cũng luôn tự hào, thậm chí rất quan tâm về nhan sắc của con gái mình. Nếu mà cơ hội này bỏ qua thì cũng tiếc, để con gái mình có thể làm một cái chiến tích gì đó trong cuộc thi sắc đẹp mà mẹ cũng tự hào. Trong trường hợp nào? Em nghĩ rằng mẹ em thì sẽ là người luôn tự hào. Đó. Những mẹ người... em rất là tự hào về em. Và kể cả những cái mà nhỏ nhất từ khi em làm được. Quan trọng một cái đó là mẹ em có niềm tin ở em. Từ việc nhỏ em tự lập như thế nào, từ việc kết quả học tập của em. Em chắc chắn rằng là từ nhỏ cho tới lớn, gần như chưa bao giờ mẹ phải ngồi vào bàn học để dạy em. Chưa bao giờ mẹ phải đặt chuông báo thức để gọi em dậy đi học. Cái điều đó là điều mẹ luôn luôn tự hào về em và luôn luôn có được niềm tin ở em. Về trình độ học vấn, về văn hóa, nhưng mà về nhan sắc của em, hồi xưa mẹ còn không tự tin mà. Đúng không? Đến lúc nào thì chắc là do cái cuộc thi em top 9 là làm cho mẹ thay đổi về suy nghĩ. Thì đúng, không? Phần nào đó mẹ cũng thay đổi và mẹ cũng muốn rằng là con hãy thử cho mình thay đổi đi. Nhưng mà mẹ em đã nói một câu nào về sắc đẹp của em lúc đó không? Như hồi xưa mẹ bởi không nói không ạ, không nói. Và đặc biệt mẹ em cũng không biết là cái cuộc thi đó là cuộc thi gì, không biết rằng là nó thay đổi con mình ra sao, là mẹ em cũng không biết. Thực sự là mẹ em không biết về cái điều đó. Nhưng mà mẹ vẫn là người gọi điện thoại lại cho em. Đúng. Để hỏi rằng là bố nói như vậy đó, rồi con tính sao? Mẹ đang gợi mở những điều mà nếu người mẹ khác là em tắt đài luôn rồi đó. Là ba mẹ coi như là quyết định xong rồi. Dạ. Nhưng mẹ là người chủ động gọi lại cho em để cho em tâm sự. Mẹ em hiểu xong mẹ mới thuyết phục lực với bố đó chứ. Ha, cái động thái anh nghĩ rằng là rất là quan trọng, và không có những cái đó thì em sẽ không bao giờ được như ngày thì hôm nay. Thì em nghĩ rằng là mẹ luôn là người mà cho em, nói chung là cái động lực để mình ra quyết định. Thì những cái thời điểm đúng đắn nhất thì mẹ luôn là người như vậy. Cuối cùng là chấp nhận cho em nghỉ 2 tháng. Và cuối cùng thì mọi người đồng ý cho em đi thi. Vào trường. Nhưng sau đó thì lại thay đổi. Sau đó là một chặng đường dài để bố em cũng như mẹ em thay đổi tất cả những cái suy nghĩ của em, những cái ác cảm về nghề như thế nào đó. Từ lúc nào? Sau khi đó, sau khi mà em được vào nhà chung, sau khi mà em vào Sài Gòn và lần đầu tiên mọi người được nhìn thấy em trên TV, thì tất cả mọi thứ thay đổi hết. À, chắc ba lúc mẹ... đó thì không còn hoài nghi, không còn lo lắng nữa. Lúc đó là niềm tự hào thực sự. Với ba mẹ, con cái mà xuất hiện trên TV trong một chương trình mà được nhiều người quan tâm, chắc là ba mẹ vui lắm hả? Lúc đó vui. Lúc đó ba sẽ nói gì ta? Em có nghe nói lúc đó thì em vì em ở trong nhà chung nên là không được nói chuyện điện thoại với mọi người, cũng không được giao tiếp với mọi người hàng ngày, nên là không biết được rằng là cảm xúc của mọi người như thế nào, thời điểm đó mọi người ra sao. Nó là một quãng thời gian dài cách ly với mọi người, thế giới xung Canh quanh. Biết. Nhưng mà rồi thì kết quả cuối cùng? Kết quả cuối cùng thì là sau gần 2 tháng thì em bị loại ở top 8 của cuộc thi. Thì có một điều đặc biệt là gì? Là... như anh biết là cuộc thi khi mà thí sinh bị loại là sẽ giống như là ngay lập tức trở về cái ngôi nhà đó, rồi thu dọn hành lý, rồi rời khỏi cái nhà chung. Thì anh nghĩ rằng cái cảm giác đó là chắc chắn là cũng sẽ không bao giờ quên được. Chắc chắn luôn, chắc chắn luôn. Cảm giác mình là người đầu tiên thất bại, cảm giác đầu tiên thất bại của mình như thế nào, và cái cảm giác mình phải đối mặt với mọi thứ cuộc sống của mình khi mình trở lại sẽ như thế nào. Đấy là vô cùng khác và em chắc chắn là không thể nào mà quên được. Em sẽ nói với ba mẹ chuyện gì khi em đang dừng bước ở top 8 đó? Em thì em nhớ là khi đó là đêm rất là trễ rồi. Em bị vòng loại đó bình thường là phải 3 giờ đêm, 3 giờ sáng thì em mới bắt đầu là xong hành lý để ra ngoài. Thì ra ngoài xong là em phải được đưa đến một khách sạn để ở riêng tách mọi người, cũng chưa được về Hà Nội luôn đâu. Mà hôm sau thì mới được bay về Hà Nội. Thì lúc đó là chỉ mong là cầm được điện thoại thôi, tại vì mọi người thu điện thoại của em rồi. Lúc đó là chỉ mong lấy được điện thoại thôi. Mà cũng 3 giờ rồi, 3 giờ sáng thì lúc đó bố mẹ cũng chẳng ai còn thức nữa. Thì thôi cũng mong chờ đến sáng đấy, chỉ để thông báo với bố mẹ là con bị out rồi, con được ra ngoài rồi. Nhưng mà là gì? Không phải thất vọng, là mà là vì cảm giác là mình sung sướng
được trở lại cuộc sống bình thường. Tại biết đi. Đó, em là người luôn luôn thích ứng với những cái điều mà gọi như là mình không mong muốn, để em chuyển thành cái điều mà nó là hạnh phúc. Em là người giỏi chuyện đó đúng không? Biết cách, anh dùng từ là biết cách hóa giải. Tại vì bên trong cái ngôi nhà chung đó nó quá nhiều áp lực. Thực sự là quá nhiều áp lực đối với em, quá nhiều sự căng thẳng. Và em thì lúc đó còn rất là đơn giản. Mình không có tinh thần cạnh tranh, không có sự quyết đấu, quyết chiến gọi là mạnh mẽ. Đó, anh nghĩ là lý do vì sao mà em tìm được, em có lý giải rằng em không thành công trong cái cuộc thi đó là ở chỗ nào không? Thì em nghĩ là đấy là yếu tố quan trọng, rằng là mình chưa cho mọi người thấy được cái cá tính của mình, cái con người thực sự của mình, và đặc biệt là sự quyết tâm của mình ở cuộc thi đó. Nhưng mà còn cái tiêu chuẩn về nhan sắc, về chiều cao? Em nghĩ rằng em hoàn toàn phù hợp. Về thân hình, về chiều cao thì như mọi người, kể cả khi mà em bị out rồi thì vẫn một phần nào đó mọi người vẫn tiếc nuối về em rất là nhiều. Thì bản thân em thấy rằng là mình không có gì để nói về hình thể hay là về nhan sắc của mình thời điểm đó, chỉ là vì mình thiếu đi sự quyết tâm, thiếu đi cái cá tính thực sự của mình. Và đặc biệt là mình cũng chưa tiếp xúc với nghề thì cũng chưa hiểu được rằng là người mẫu thì phải cần như thế nào, và trên hình thực tế thì phải nên chơi như thế nào. Bây giờ là chết với Hương liền. Nghĩa là cá tính lúc đó em hơi bị mờ nhạt. Em đúng, em rất là hiền, rất là đơn giản. Không bộc lộ rõ. Gần như là em cũng không có cạnh tranh với mọi người nhiều quá, chỉ rất là đơn giản thôi. Cuộc sống của mình như nào mình rất là nhẹ nhàng như vậy. Và gần như mình không bao giờ cãi lộn, không bao giờ gây chiến với mọi người, không bao giờ nói xấu ai cả. Mọi người vui chơi, nhiều khi mình chỉ là một góc phải đọc sách để làm gì đó, kiểu giống như cuộc sống của mình thực sự ở nhà thế thôi, chứ không có quá nhiều sự đặc biệt hoặc là những cái điểm nhấn chú ý trong chương trình thời điểm đến đó. Giờ phút đó có người nào khen em đẹp xinh chưa? Anh có. Đến giờ đó. Đến thời điểm đó khi mà em bị out thì thấy mọi người chơi Facebook thì mọi người comment rằng là mình rất là xinh rồi, mình nói chung là rất là tây này, theo cái cách như này, tức là mọi người đánh giá rằng là mình rất là tiềm năng. Bắt đầu mọi người nhận thấy rằng là mình rất là xinh đẹp. Thì là em có sau... ngạc nhiên, em có ngạc nhiên về cái nhan sắc mình trong mắt mọi người lúc đó không? Thì lúc đó là em rất là ngạc nhiên. Và cũng như khi mà em xem lại những cái bức hình mà em chụp qua các vòng á, em lột xác hẳn luôn. Thì mình thấy rằng là mình cũng có gì đó đặc biệt đấy chứ. Và đặc biệt là có những cái tập mà make up á, thì mọi người rất là khen em rằng em có khuôn mặt rất là đặc biệt, khuôn mặt rất là tây. Đấy là những chuyên gia make up mọi người khen em thời điểm đó. Ai khen nụ cười đẹp như bây giờ không? Chưa, nụ cười thì lúc đó nụ cười chưa đẹp như bây giờ. Lúc đó thì gần như em không cười, em rất là ít cười, ít nói. Chỉ cái gương mặt rất là tây nó là một cái biểu hiện rõ trong thời điểm đó thôi ha. Đúng đấy. Và anh nghĩ những cái lời khen đó động viên em rất lớn á, và em tự tin vô cùng mà về cái nhan sắc mà trước đó em rất là tự ti, và em tự tin và thậm chí rằng là em rất là cảm thấy hạnh phúc về được người ta khen như vậy ha. Bắt đầu ý thức rằng là mình cũng xinh đẹp đấy. Đó. Mấy anh phải liệu hồn đấy. Nhưng là không lẽ từ cái giây phút đó đến ngược về sau là em không có một mảnh tình nào trong suốt mà thời gian học tiểu học, trung học rồi đại học? Gần như là không có trong suốt quá trình thời đại học. Lý do này cũng hơi lạ mà không biết là có ai tin không ta? Em thì là một người, như em nói với anh là em là một người rất là đặc biệt. Và đặc biệt rằng em luôn suy nghĩ, luôn định hướng rất là rõ mình phải đi hướng nào. Và mình cuộc sống của mình phải nên tập trung vào thứ nào. Rồi đó là việc của em. Và coi như là một cái quy định nghiệt ngã cho chính em, với em vạch ra em đi. Nhưng mà xinh đẹp thì thường là ông bướm phải dập dìu thôi. Em thì em khép đúng không? Em chưa có mở. Nhưng mà chẳng lẽ là lúc đó là không có ai ý định là sẽ tán tỉnh hay là làm quen với em? Em nghĩ rằng là không có bất cứ ai cả. Tại vì thường... em nhớ kỹ chưa? Em nhớ kỹ chưa thiệt luôn em hả? Em nhớ rất là kỹ. Tại vì em không có đi ra ngoài chơi nhiều, không có tiếp xúc, không có bạn bè quá nhiều. Không cần thiết ha. Nên là thường khi, nhiều khi đôi khi em nói người đẹp mà em đóng cửa, người ta vẫn mò đến nhà. Đôi khi mọi người muốn tiếp xúc với em cũng không biết tiếp xúc với em bằng cách nào. Có cách hết, em đừng có lo chuyện đó. Vấn đề là anh nghĩ là một, lúc đó em tệ như em nói thiệt, không ai có thể là rung động hay sao á. Còn hai là nhìn em vô chảnh quá, lạnh đến mức mà người ta ngại, người ta không muốn làm quen với em. Ba là người ta liều ta làm quen. Nhưng mà em không có cho một tín hiệu gì hồi âm thì nằm trong trường hợp nào? Em chắc là lạnh lùng. Lạnh lùng. Thấy ý đó nè.
bé này nó cũng chẳng phải là xinh đẹp lắm, mà nhìn thấy cái vẻ lạnh quá thôi khỏi luôn được không? Chắc là như vậy. Một hình ảnh đó coi như là không ai nghĩ là Phạm Hương bắt đầu cái công việc về thi nhan sắc lại nó, nói chung là nói ra ai không ai tin hết ha. Dạ. Không có một mảnh tình mà không phải là do Hương khép kín mà không có ai theo tán tỉnh hết. Lạ thiệt luôn. Chỉ biết đơn giản là như vậy thôi, là không có ai. Và em cũng không có ý định rằng sẽ để ý một ai cả. Đúng rồi, em anh biết rồi, anh miễn bàn. Tại vì được ba má giáo dục từ đầu, học và học đến khi nào mà xong chuyện đó tính chuyện khác. Internet còn mới biết chơi lúc đó mà. Đúng rồi, lên năm đầu đại học em mới biết chơi internet. Em là với vui chơi, yêu đương là phù phiếm. Đúng. Cứ học thôi. Đúng. Học chưa xong đừng nghĩ đến chuyện đó. Nhưng đến khi em thi, em vào cuộc thi mà anh nghĩ rằng là nó rất là, cũng rất là phức tạp, đúng không? Khắc nghiệt. Khắc nghiệt trong đó thì thế nào cũng có nhiều người sẽ chú ý đến em. Thi sắc đẹp nào cũng có người chú ý, kể cả những đại gia chắc chắn luôn. Thì trong khoảng thời gian đó, tại vì em chưa còn điện thoại, em chưa được nhận điện thoại, đúng không? Thì anh hỏi hơi sớm, không biết là sau đó em về Hà Nội trở lại. Anh nghĩ là một giai đoạn mới về tình cảm sẽ phải có. Chắc chắn là không có. Vẫn không luôn, vẫn không luôn. Và có một tín hiệu khác từ những người kiểu như là thích em, ngưỡng mộ em, có không? Em thì chỉ biết rằng là các bạn trong lớp thì cả nam cả nữ thôi. Mọi người cũng thay đổi cách nhìn về mình. Hai người nam mà. À không, khi lên đại học thì lớp 60 bạn, nhiều bạn nam hơn. Thì chỉ biết rằng mọi người thay đổi cách nhìn về mình. Mọi người thần tượng mình lắm. Mọi người cũng ngưỡng mộ mình thôi. Chứ còn cũng không có anh nào nói rằng là thích mình hay là yêu mình đâu. Không, anh nghĩ tại em không để ý hay là người ta không có dám thấu lộ rõ. Đúng đó, em về lớp chắc là sẽ có một số thay đổi, xáo trộn trong... Ngay trong lớp mình có những bạn sinh viên nam sẽ nhìn em khác. Chắc chắn có thay đổi, chắc chắn là có. Còn nếu không á thì những sinh viên đó giờ này vô cùng tiếc nuối. Ngay thời điểm đó mà không chịu cua, giờ này sao cua được. Không, tại vì thường chúng nó không cao hơn em đâu. À. Mà con trai nó không thích người yêu cao hơn nó đâu. Không, sai lầm, vẫn thích như thường, chỉ sợ là tao không thích thôi. Không, tại vì mấy bạn nam, em thì mọi người biết tính em rất là cá tính. Và thường cái nhóm con trai trong lớp thì em lại chơi hết rồi. Nên cũng giống như là mấy thằng bạn đang chơi với nhau. Với mày tao, với mày tao luôn ha. Đúng rồi, nên là mình cũng không ý thức được điều đó. Rằng không biết là ai thích mình hay không là mình cũng không biết nè. Và mấy bạn nam nó thích, ta cũng sẽ ngại nói. Giờ lỡ mày tao rồi, ông đã kêu anh em mày kỳ quá, dự miệng đúng không? Nên gần như là thời điểm đó, thêm kể cũng chẳng có tín hiệu nào từ những bạn khác phái cùng lớp. Nhưng mà những người khán giả trong cuộc thi đó có ai làm quen với em không? Em thì thời điểm đó cũng chưa biết chơi Facebook. chưa lây lan gì cả luôn. Cũng đúng rồi, hình ảnh của mình cũng chưa gọi là quá mở rộng. Như vậy đến lúc nào Hương, anh đang, nãy giờ anh tìm được một cái người đã gọi điện thoại em vào nghề, đã tìm được một người khen em xinh đẹp. Anh đang tìm một người nào đó là tỏ tình đầu tiên với em. Ba cái đầu tiên với một hoa hậu Phạm Hương rất là vui, rất là anh đang thèm người thứ một cái chữ thứ ba là người nào là người đầu tiên đã tỏ tình với hoa hậu Phạm Hương. Em thì không nhớ chính xác thời điểm nào. Nhưng mà giờ đã không nhận là có rồi đúng không? Bây giờ là có rồi. Có, nhưng mà bây giờ thì không phải là tình yêu nữa. Bây giờ là tình bạn. À không, mình không khe chuyện đó để cho mình đang tìm được cái người đầu tiên. Em nghĩ người đầu tiên thì cũng cách đây là chắc là khoảng mới 2 năm về trước thôi. Tức là cũng rất là trễ. 2 năm rất là trễ. Lúc đó em cũng tốt nghiệp đại học rồi. Đó là một sinh viên tốt nghiệp học mà mới yêu, mối tình đầu thì không phải trễ đâu mà rất là trễ luôn. Hương nghe rất là trễ luôn á. Ở nhà ba mẹ có thắc mắc chuyện này không? Không ạ. Bố mẹ em thì đặc biệt là không thắc mắc về điều đó. Cũng ngọt á. Ba mẹ thì cũng nghịch lý là nhiều khi á, là sợ con như yêu đương sớm, không lo việc học thì hành. Thì không lo được việc học. Mà còn ở không đi hoài, sợ nó ế. Nên đúng là luôn luôn giằng co về chuyện không, con gái lớn. Thực sự tới tận thời điểm này bố mẹ em cũng không bao giờ giục em. Không bao giờ hỏi em về người yêu. Hay là giục em là phải lấy chồng sớm hay không? Em nghĩ là một sự hiểu em và cũng đó là cá tính á. Chứ hầu hết ba mẹ nào cũng vậy Hương à. Con gái lớn mà tới 30 mà không có chồng coi như là ế rồi còn gì đúng không Hương? Nhưng mà Hương thì chưa đến tuổi đó, vẫn còn trẻ thì nói chung là cái sự nôn nóng chưa bộc lộ rõ. Thử ở không vài năm nữa coi. Cái ông bà có hối không mày biết liền. Lúc đó không được không, bình tĩnh nhưng đâu. Mà với cả em cũng nghĩ rằng là sợ khi mà con gái ở quê thì tuổi đó mà không có ai yêu đương là cũng báo động đấy. Báo động rồi. Chứ còn bây giờ đi xa thì chắc không lo đâu. Không, mà bây giờ lại càng không bao giờ lo chuyện đó. Vấn đề chỗ giờ sợ là
một lúc có nhiều chàng rể đến gọi hỏi coi như là muốn cưới quá, biết chọn người nào đó, không biết chọn thế. Bây giờ là không sợ ế mà sợ như là nó quá tải, phải không? Không đủ thời gian để ôm chặt mẹ em vào lòng nữa. Gần đây thì mọi người nhìn thấy rằng em có rất là nhiều lần em phải khóc, không biết phải làm gì, không biết bước tiếp theo mình phải đi. Ít nhiều thì công chúng hãy rộng mở hơn đối với chúng em. Cũng đã có lúc em nghĩ rằng mình không phải là con người, gần như em mất đi niềm tin vào chính bản thân mình. Nhiều khi cũng khóc, cũng sẽ một giây phút nào đó cũng chạy lòng vô cùng, giống như một cái máy mình chỉ biết làm việc. Mình bị mất kiểm soát với tất cả mọi thứ xung quanh, mình không còn tâm tư tình cảm gì với mọi người, mọi thứ xung quanh hết. Sài Gòn không hợp với mình.